Trung xin chào tất cả anh em nhé. Video cuối tuần Trung đăng lên một cái món đồ chế đây. Đây là cái con turbo rời. Tháo hệ máy thủy nhé anh em. Turbo này turbo của Liên Xô. Loại này thì nó bền lắm. Rất là bền luôn. Kích thước nó hơi lớn, phù hợp với động cơ 6 máy từ 1 tấc 2 đến 1 tấc 4 nhé. Anh em có động cơ 6 máy bê tông kha khá tí, nói chung là trên 1 tấc 2 là được. Con này thì còn kín khít cực kỳ luôn nhé, không hề có một tí độ rơ nào hết đấy. Sò nó cũng lớn lắm. Đây này anh em, mình để cái hộp que 2 ly rưỡi nha, que hàng 2 ly rưỡi kế bên để anh em dễ cảm nhận kích thước của nó đấy. Cổ gió đôi nha nè, cổ lửa đôi nha. Bên sò lửa thì nó đây này. Đấy, hai lỗ cỡ 60. Ra cỡ 6 90 này, bên này đường gió cũng cỡ 90 hết nha. Tình trạng đây là cái đường ra của nó đây nè. Hoàn toàn khô ráo sạch sẽ nha. Không hề có một cái tí nhớt thừa nào luôn. Con turbo này cái số giờ chạy của nó không có ba đáng kể bao nhiêu hết á. Tuy là lâu năm nhiều tuổi nhưng mà nó ít được sử dụng thì nó còn chất còn sẽ khá hơn những con sử dụng nhiều. Này mình quay qua một vòng nha. Đấy, con này nhìn rất là gấu luôn. Mình cứ để cái hộp que kế bên để anh em dễ nhìn này. Anh em thợ thì nhìn vào để so sánh kích thước ấy. Anh em xem có nhu cầu sử dụng đấu turbo vào động cơ gì đó, cảm thấy phù hợp thì có thể đến xem hoặc là xem trên video này nhé. Đây là mình có một cái turbo Liên Xô nữa nhưng mà nó không ngon bằng con này, nó nhỏ hơn một tí, hơi có vẻ nhỏ hơn một tí mà có hệ cơ giới nha nè. Đây này, mình treo ở trên vách nhà này. Con này thì cũng to lắm, gần gần khoảng 9-10 với con kia, kích thước 9-10 với con kia nằm trên cơ giới. Mình nhớ là mình tháo trong cái con máy ủi DT 180 170 gì đấy, nói chung nó cũng lớn, 4 máy bê tông 1 tấc 4 ấy, 4 máy bê tông tấc 4 mà ở vòng tua chậm. Con này thì đấu vào 6 máy thì nó có vẻ hợp lý hơn. Anh em có 6 máy từ tấc 1, tấc 2, tấc 3 thì con này nó phù hợp này, nhưng mà chất của nó thì nó không có bằng được cái con bên đây. Rồi chung có hai cái món turbo như vậy đấy, turbo lớn turbo nhỏ mình ở nhà sẵn không có. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì cứ đến nhà xem nhé, xem và thử kiểu gì đấy, tốt nhất là dẫn thợ theo luôn thì càng tốt. Anh em ở nhà thì còn rất là nhiều cái món đồ món linh tinh lung tung khác. Anh em xem có nhu cầu sử dụng hay là chế cháo gì đấy thì có thể đến trực tiếp để lựa chọn nha. Còn nhiều thứ lắm. Còn phía trước nữa. Rồi còn phía bên nhà nữa. Nhiều cái món mà mình mua về để bán đồ chế đấy. Không phải lúc nào mình cũng đăng hết đồ hết, có những cái món để lâu năm lắm mà cũng không có đăng hết được đồ. Này, ví dụ như mấy cái món này, đồ chơi nha.
cái món đồ chơi có sẵn tại nhà. Nó lạ lắm. Anh em có quan tâm hay là có muốn tham quan gì thì cứ đến trực tiếp nhà nha. Rồi, chung kết thúc video nè.